Hôm nay Hà Nội đang nắng rất là to nhá. Mình lại quay cái video cái cây hoa giấy của mình để chia sẻ anh em cùng ngắm. Cái này mình mới cắt xong mọi người ạ. Mới cắt xong là nắng nó đang chiếu sáng vào nhưng mà không phải là chiếu nắng trực tiếp nhá, bởi vì là khi nắng giữa trưa mình đây nó nằm dưới bóng cây bóng mát này. Mình che dưới cây bóng mát cái cây hồng xiêm này để cho nó mát chứ không bị cháy ngay. Đấy. Mọi người thấy chưa? Đấy. Quay từ từ sát lại để mọi người xem nhé. Thế cây nó bị lũa hết phần gốc rồi mọi người ạ. Lũa hết phần gốc rồi à, mình chưa có thời gian để xử lý. Phần bông tay thì quá đẹp rồi, nhưng mà mỗi tội cái phần gốc thì nếu mà không xử lý được là nó sẽ sợ bị gãy lắm. Đây mọi người nhìn này. Đấy nhá. Sau khi cắt này, dăm. Đấy. Dăm bông li ti đã mọc rồi. Nay mình nó đang lên à, thôi cứ để nó lên cho nó to. Thường là để lên là mình bấm một ngọn, bấm một đầu ngọn. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy đẹp không? Lũa hết mọi người ạ, lũa hết. Nhìn phê ơi là phê. Đấy, đây chúng mình xin xem. Đấy, dăm. Sau khi cắt cái tác phẩm hoa giấy này được 2 tuần rồi các bạn ơi. Hôm nay mình về đây, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Quá mỹ mãn luôn nha. Mọi người thấy đẹp chưa? Rồi đã quá. Lên quá đẹp luôn. Lá nhỏ nhá, cả nhà nhá. Lá nó phải nhỏ này thì mới yêu. Cây này già cỗi lắm rồi. Nay gió Lào rồi, nắng chảng gió Lào, đẹp chưa? Ôi, tác phẩm hoa giấy của mình quá tuyệt vời luôn. Người thấy chưa? Em nó đấy, em nó sau 2 tuần cắt nhá. 2 tuần cắt tỉa, cắt chỉnh, dăm cành. Giờ nó nhìn nó phê như con tê tê luôn. Ôi dáng. Wow. Nhìn thấy chưa? Cả một bầu trời phía trước.
Đấy. Yêu lắm cơ. Như bầu trời luôn các bạn.